Dấu ấn của các đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và đại luyện. 90 năm qua kể từ ngày thành lập mùng 3 tháng 2 năm 1930, Đảng ta đã trải qua 13 lần đại hội đại biểu toàn quốc với 11 đồng chí Tổng Bí thư. Với một đảng cách mạng chân chính, mỗi kỳ đại hội đảng là một mốc son lịch sử ghi nhận những thắng lợi, những thành tựu rất quan trọng có ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá đều bắt nguồn sâu xa từ việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, thể hiện bằng tấm cương lĩnh đường lối chính trị đúng đắn, kiên định một con đường vì nước, vì dân, làm rạng rỡ non sông đất nước. Kỷ niệm hơn 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi xin tích giới thiệu dấu ấn của các đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình. 1. Tổng Bí thư Trần Phú, sinh năm 1904, mất năm 1931, Quê quán xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh là vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoạt động cách mạng tuy chỉ trong một thời gian ngắn nhưng đồng chí Trần Phú sớm trở thành người học trò xuất sắc của lãnh tụ Hồ Chí Minh và có những cống hiến to lớn cho Đảng, cho dân tộc và cho sự nghiệp cách mạng Đông Dương. Nói đến Trần Phú không thể không nói đến bản dự thảo Luận cương chính trị của Đảng năm 1930 mà đồng chí là người chấp bút. Trong điều kiện Đảng ta mới thành lập, trình độ lý luận trong Đảng còn hạn chế, cùng với chính cương văn tắt sánh lược văn tắt do nguyễn ái quốc soạn thảo thì luận cương chính trị đã góp phần hình thành đường lối cơ bản của cách mạng việt nam trước khi mất vào ngày mùng sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi do lâm bệnh nặng đồng chí trần phú dặn các đồng chí của mình hãy giữ vững chí khí chiến đấu câu nói đó của tổng bí thư đầu tiên của đảng ta khi mới hai mươi bảy tuổi đã hiệu triệu biết bao nhiêu người việt nam yêu nước cống hiến xả thân hy sinh vì tổ quốc vì nhân dân hai Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, quê quán xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là một người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một chiến sĩ cộng sản tiêu biểu. Cuộc đời hoạt động cống hiến cho Đảng, cho cách mạng và nhân dân của đồng chí Lê Hồng Phong tuy ngắn ngủi nhưng để lại cho chúng ta một tấm gương sáng người về đạo đức cách mạng. Tháng 3 năm 1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 1 của Đảng diễn ra tại Macau, Trung Quốc, đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Tháng 7 năm 1935, đồng chí đi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 và được cử làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản. Ngày 6 tháng 9 năm 1942, đồng chí Lê Hồng Phong đã hy sinh tại nhà tù Côn Đảo. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, đồng chí đã gắng nói to lên nhắn với đồng chí nằm ở buồng bên cạnh: "Xin chào tất cả các đồng chí. Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng ở thắng lợi vẻ vang của cách mạng." Cuộc đời hoạt động của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là biểu tượng về lòng trung thành, ý chí trung kiên, bất khuất của người Cộng sản. Thứ ba là Tổng Bí thư hà Huy Tập, sinh năm 1902, mất năm 1941, quê quán xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 7 năm 1936, đồng chí Hà Huy Tập cùng đồng chí Lê Hồng Phong triệu tập hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng ở Thượng Hải, Trung Quốc để bổ sung nghị quyết của Trung ương trước tình hình mới. Tại hội nghị này, đồng chí Hà Huy Tập được bầu làm Tổng Bí thư thay đồng chí Lê Hồng Phong, sau đó đồng chí trở về Sài Gòn cùng cơ quan Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng trong cả nước. Chỉ trong 18 tháng với trọng trách Tổng Bí thư, đồng chí Hà Huy Tập đã hoạt động không ngừng nghỉ và có những cống hiến to lớn cùng tập thể ban chấp hành Trung ương, xác định đường lối chiến lược và sách lược cách mạng đúng đắn, trở thành một trong những nhà lý luận xuất sắc của Đảng. Với tư duy sắc sảo và tính chiến đấu cao, đồng chí thể hiện bản lĩnh của một chiến sĩ cộng sản kiên cường trước mọi sự tiến công xuyên tạc của kẻ thù. Trong 16 năm kể từ khi tham gia hoạt động cách mạng đến lúc hy sinh ngày 26 tháng 8 năm 1941, khi mới 35 tuổi, đồng chí Hà Huy Tập sống một cuộc đời cách mạng sôi nổi và vinh quang hết lòng vì lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa. Nếu còn sống, tôi sẽ tiếp tục hoạt động. Đó là di huấn cuối cùng của cố Tổng Bí Thư Hà Huy Tập. Và thứ tư là Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cử sinh năm 1912, mất năm 1941 quê quán xã Phủ Khê, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Năm 1938, khi chưa đầy 26 tuổi, đồng chí Nguyễn Văn Cử được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Tổng Bí thư trẻ nhất trong lịch sử của Đảng ta. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử là nhà lý luận xuất sắc và là nhà chính trị tài năng, là tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học, tập và rèn luyện, trưởng thành qua đấu tranh cách mạng. Trong 29 năm tuổi đời với hơn 13 năm tham gia cách mạng, 7 năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, hơn 2 năm làm tổng bí thư, hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng những cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Cử đối với Đảng và dân tộc ta vô cùng to lớn. Đặc biệt trên cương vị là tổng bí thư, nhận thấy tình hình quốc tế đang có những chuyển biến bất lợi cho cách mạng Việt Nam và Đông Dương nên đồng chí đã sớm đặt vấn đề chuyển hướng chiến lược của Đảng. Nhờ đó phong trào cách mạng Việt Nam đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo chiều hướng mới, lực lượng cách mạng cũng tránh được tổn thất lớn khi kẻ địch trở mặt đàn áp góp phần đưa thắng lợi đến thắng lợi của cách mạng tháng 8 lịch sử năm 1945. Năm là Tổng Bí thư Trường Trinh sinh năm 1907, mất năm 1988, quê quán xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Đồng chí Trường Trinh là nhà lãnh đạo nghiêm cẩn, rất coi trọng lý luận và hết sức nguyên tắc nhưng lại được coi là Tổng Bí thư của đổi mới. Tư tưởng đổi mới của Đại hội 6 do Tổng Bí thư Trường Trinh đặt nền móng đất nước đã vượt qua được những khó khăn và vươn lên đạt được những thành tựu to lớn có nghĩa lịch sử quan trọng. Tháng 5 năm 1941, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 diễn ra tại Bắc Bó Cao Bằng, đồng chí Trường Trinh được bầu làm Tổng Bí Thư. Sau này, đồng chí Trường Trinh trở thành một công sự, người học trò gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được xem là nhà lãnh đạo kiệt xuất trong những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Trinh cùng tập thể Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến và giành thắng lợi to lớn, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử dân tộc ta. Đồng chí lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng khác như hai lần trở thành Tổng Bí thư giai đoạn 1941-1956 và thời kỳ 1986, Chủ tịch Quốc hội các khóa 5-6, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước thời kỳ năm 1981-1987. Trên cương vị Tổng Bí thư trong quá trình chuẩn bị Đại hội 6, đồng chí Trường Trinh đã từng nói đối với nước ta đổi mới là yêu cầu bức thiết là vấn đề có tầm quan trọng sống còn. 6 là đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn sinh năm 1907 mất năm 1986, quê quán xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Có mặt trong đội ngũ những người cộng sản ngay từ khi Đảng mới ra đời với gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 26 năm trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư của Đảng. Đồng chí Lê Duẩn thể hiện rõ là một nhà lãnh đạo kiệt xuất một nhà lý luận xuất sắc có tầm cỡ chiến lược của cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự lãnh đạo của Đảng đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trưởng thành trong thực tiễn cách mạng đồng chí cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và ban chấp hành trung ương hoạch định đường lối chiến lược, phương pháp cách mạng của Đảng trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, trong những cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong việc tìm tòi con đường đưa nước ta từ một nền sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa giản dị khiêm tốn giàu lòng nhân ái hết lòng vì đảng vì dân đồng chí lê duẩn gắn liền với quá trình cách mạng nước ta từ những năm 20 đến những năm 80 của thế kỷ 20 thứ bảy là đồng chí tổng bí thư nguyễn văn linh quê quán xã giai phạm huyện yên mỹ tỉnh hưng yên tổng bí thư nguyễn văn linh được biết đến là người khởi xướng công cuộc đổi mới vào những năm 80 của thế kỷ 20 trên cương vị bí thư thành ủy hồ chí minh với tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đồng chí Nguyễn Văn Linh là người đã bật đèn xanh cho thành phố Hồ Chí Minh sẽ rào đổi mới với quyết định được xem là táo bạo lúc bây giờ. Đó là xóa bỏ cơ chế tập trung bao cấp thí điểm đổi mới quản lý kinh tế kinh tế ở một số doanh nghiệp nhà nước. Trong nhiệm kỳ làm Tổng Bí Thư từ năm 1986 đến năm 1991, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã góp phần có ý nghĩa quyết định làm xoay chuyển tình thế, mở đường cho sự nghiệp đổi mới đất nước tiến lên bằng những ý tưởng mới, quan điểm mới, cách làm mới, mở ra bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử cho cách mạng Việt Nam. Được xem là người khởi xướng công cuộc đổi mới của đất nước, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh luôn khẳng định dính nhân dân là chủ thể và những kiến trúc sư giúp đảng có sự đột phá về tư duy đổi mới từ đại hội 6 của đảng. Thứ 8 là Tổng Bí thư Đỗ Mười, sinh năm 1917, một năm 2018, quê quán xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Đồng chí Đỗ Mười đã từng kinh qua nhiều cương vị công tác được tôi luyện trưởng thành qua các cuộc chiến, chiến cứu quốc và các giai đoạn xây dựng phát triển kinh tế xã hội bảo vệ tổ quốc có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta. Đồng chí Đỗ Mười luôn là một chiến sĩ cách mạng kiên trung, một người chỉ huy mưu lược, quyết đoán, một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ với cuộc sống giản dị, chân tình. Cuộc đời sự nghiệp của đồng chí đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trên từng cương vị công tác, nhất là trong công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong những năm giữ cương vị là Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 6 năm 1991 đến tháng 12 năm 1997, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí Đỗ Mười đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đổi mới kinh tế, Đảng và Nhà nước đã triển khai năng động hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là bạn với tất cả các nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Thứ 9 là Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, sinh năm 1931, quê quán xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Ngày 26 tháng 12 năm 1997, tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8, đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ người lính trực tiếp cầm súng đánh giặc, qua năm tháng rèn luyện, đồng chí trở thành người cán bộ chính trị quân sự, dạn dày kinh nghiệm tổ chức chỉ huy chiến đấu cùng tập thể quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chăm lo sự nghiệp đảng bộ, quân đội trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho đảng, nhà nước hoạch định đường lối quân sự quốc phòng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện trên cương vị là tổng bí thư đồng chí cùng tập thể ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo toàn đảng toàn dân toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ tổ quốc là cán bộ trưởng thành từ cơ sở nguyên tổng bí thư lê khả phiêu có tác phong gần gũi quần chúng tôn trọng và lắng nghe cấp dưới phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động lãnh đạo tận tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm cho người đi sau. Và 10 là đồng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sinh năm 1940, quê quán xã Cường Lợi, huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn. Đồng chí Nông Đức Mạnh xuất thân trong gia đình nông dân dân tộc Tày, bản thân là công nhân lâm nghiệp, đồng chí tham gia cách mạng năm 1958 và được kết nạp Đảng vào năm 1963. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh là người trưởng thành từ cơ sở và giữ nhiều chức vụ chủ chốt ở trung ương và địa phương. Tại đại hội chín của Đảng tháng 4 năm 2001, đồng chí Nông Đức Mạnh được Trung ương bầu làm Tổng Bí thư. Năm 2006 tại đại hội 10 của Đảng, đồng chí Nông Đức Mạnh tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng và công tác của mình, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 11 là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944 quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau và giữ nhiều trọng trách quan trọng ở địa phương và trung ương. Tại Đại hội lần thứ 11, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 19 tháng 1 năm 2011. Tiếp đó, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước à, cùng với công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cực kỳ quyết liệt trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, góp phần củng cố lấy lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Và à, tháng 4 năm 2021, Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Phúc thay cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng nhà nước đó là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai chúng ta không chùn lại thậm chí chúng ta phải quyết liệt hơn kiên quyết loại bỏ bộ máy khỏi bộ máy của đảng và nhà nước những cán bộ hư hỏng tham nhũng thật đau xót nhưng không thể không làm không có cách nào khác tất cả vì sự nghiệp chung của đảng của đất nước của nhân dân đau xót nhưng vẫn phải làm xử một người để cứu một người lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy với quyết tâm chính trị cao của cá nhân tổng bí thư và bộ chính trị Ban Bí Thư nói chung công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đã đạt được những kết quả vô cùng quan trọng và đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay. À, trên đây là thông tin về những dấu ấn của 12 Tổng Bí Thư của Đảng. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.